30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào các bạn khán giả thông thái của Tin Mới. Các bạn thân mến, đối với các nước ở trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước có sổ hồng ở Biển Đông, thì Trung Quốc lúc nào cũng bị coi là con ngáo ục vì cách đối xử bất nhân, lấy thịt đè người đối với các nước nhỏ và lòng ham muốn nuốt trọn vùng biển rộng lớn này. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thường xuyên bị con ngáo ục này vùng mang trợn mắt dọa nạt. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh mà nói, Việt Nam chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Bạn bè quốc tế thì đánh giá Việt Nam là quốc gia có năng lực nhất và kiên định nhất ở Đông Nam Á, dám chống lại tuyên bố chủ quyền phi pháp và đặc biệt là cái được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì sao Việt Nam lại không sợ Trung Quốc? Câu trả lời là vì ngoài ý chí kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, thì Việt Nam hiện đang sở hữu một con át chủ bài chiến lược và có sức mạnh đáng gờm có thể làm thay đổi cục diện ở Biển Đông. Quân cảng này là nỗi ám ảnh của Bắc Kinh trong quá khứ và hiện tại. Thậm chí Trung Quốc còn nói với Cam Ranh là nơi tàng trữ vũ khí bí mật đe dọa đến an ninh của Trung Quốc. Vậy quân cảng này có gì đặc biệt? Vì sao nó được coi là vũ khí chiến lược của Việt Nam? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video sau đây nhé! Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, Vịnh Cam Ranh thuộc thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Không những thế, bán đảo Cam Ranh được bao quanh bởi rất nhiều đảo to nhỏ khác nhau và những dãy núi cao khoảng 400 mét và có một lối ra vào nhỏ hẹp. Điều này không những ngăn gió bão không thể xâm nhập mà còn có thể khống chế cả khu vực xung quanh cảng một cách rất dễ dàng. Chính vì vị trí địa lý thuận lợi đã biến quân cảng này trở thành một pháo đài vô cùng lợi hại, khó công phá và dễ phòng thủ. Cửa vào Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước lại rộng tới 9,8 m², nước sâu phổ biến ở mức 16-25 m, nơi sâu nhất có thể lên đến 32 m, cho phép đồng thời khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn cùng neo đậu, kể cả tàu sân bay. Vì thế này lợi hại vô cùng khi dùng nó cho các hoạt động quân sự, bởi nếu như tên lửa phòng không được bố trí tại đây và những cao điểm xung quanh thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực của nó. Có nghĩa là từ Cam Ranh có thể phóng tên lửa ra các vùng biển lân cận mà ma không thấy, quỷ không hay. Không những thế, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Persia, biển Hoa Đông và khu vực biển Đông của Việt Nam. Vừa có lợi thế về tự nhiên, lại rất có lợi cho quân sự, quốc phòng. Vì Cam Ranh còn cận kề tuyến đường vận tải quốc tế trọng yếu, nơi tàu bè qua lại như mắc cửi. Chính vì vậy, Cam Ranh chính là bến đỗ bình yên của lực lượng hải quân các cường quốc. Ở đây, các biệt đội hải quân có thể tiếp nhiên liệu, lương thực hoặc nghỉ ngơi sau những hải trình dài. Cam Ranh còn có sân bay quốc tế với đường băng dài hơn 3.000 mét, đủ khả năng để máy bay chở khách cỡ lớn và đảm bảo cho các máy bay vận tải hạng nặng, máy bay ném bom chiến lược hạ cánh. Với những ưu điểm hiếm có, khó tìm như vậy thì Cam Ranh được ví như kho báu khó tìm của Việt Nam, thứ mà các cường quốc trên thế giới thèm nhỏ dãi cũng không có được. Đánh giá vị trí chiến lược và tầm quan trọng của cảng Cam Ranh, các chuyên gia Trung Quốc đã từng phân tích cả châu Á không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự của Mỹ từng cảnh báo rằng ai chiếm được vịnh Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu. Cũng chính vì vị trí địa chính trị ưu việt của mình mà Cam Ranh đã từ lâu trở thành miếng mồi ngon cho các ông lớn nhâm nhi dành về mình. Trong thế kỷ 19, chính quyền thực dân Pháp đã sử dụng căn cứ đóng tàu hiện đại đầu tiên ở Cam Ranh, sau đó càng được mở rộng thêm 20 hải lý theo hướng Bắc Nam. Người Pháp sau đó đã biến nơi đây thành cảng quân sự. Vào năm 1940, quân đội Nhật Hoàng xâm chiếm Đông Dương và sử dụng quân cảng Cam Ranh làm nơi xuất phát của Hải quân Nhật Bản. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thậm chí đã chi tới hơn 300 triệu đô la Mỹ để mở rộng Cam Ranh. Người Mỹ đặt chân đến Cam Ranh lần đầu tiên vào giữa những năm 1960. Đây là nơi Mỹ dùng để tổ chức những trận ném bom không kích, phần lãnh thổ do quân giải phóng Việt Nam kiểm soát.
Tổng thống Jackson đã từng đến thăm cảng Cam Ranh và tuyên bố quốc kỳ nước Mỹ sẽ tung bay trên nóc căn cứ này mãi mãi. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam và rời khỏi cảng Cam Ranh, Moscow đã hy vọng Hà Nội sẽ cho Liên Xô thuê căn cứ quân sự này. Đây chính là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh của Liên Xô trên hai mặt trận, chống đế quốc Mỹ và kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Liên Xô muốn thuê Cam Ranh để đóng trú chiến hạm của quân đội mình ở Việt Nam. Mục đích cuối cùng là thay đổi sự phân bố lực lượng trên Thái Bình Dương, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ với các căn cứ quân sự ở Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 1979, Việt Nam chính thức ký thỏa thuận cho Liên Xô thuê Cam Ranh làm quân cảng trong 25 năm. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hải quân Liên bang Nga đã rút khỏi Cam Ranh trước thời hạn năm 2002. Hiện tại, đây là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam và là nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách thủy, phi cơ. Đây là một nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị thuộc binh chủng Tàu ngầm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, không chỉ có các cường quốc Nga, Mỹ, Nhật là dòm ngó và muốn đặt chân tới Cam Ranh để thực hiện mục đích riêng của mình, mà Cam Ranh còn trở thành cái gai trong mắt người láng giềng Trung Quốc của chúng ta từ rất lâu đời. Tuy nhiên, Trung Quốc cứ phải đứng từ xa sợ hãi khi nhìn thấy các cường quốc đến Cam Ranh, biến nó trở thành vũ khí chống lại mình, mà bất lực không làm được gì, nhất là từ khi người Trung Quốc bắt đầu chiến lược thè cái lưỡi bò đỏ ngòm bẩn thỉu của mình, hòng chiếm trọn 80% diện tích Biển Đông và nuốt chửng vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi đó, Trung Quốc cũng đồng thời nhận ra rằng ý đồ của mình không thể thực hiện được khi quân cảng Cam Ranh vẫn đứng chênh ênh như kỳ đà cả mũi. Với vị thế hiểm yếu, độc đáo và đặc biệt trên bản đồ khu vực Đông Nam Á, vị Cam Ranh của Việt Nam nếu kết hợp với vị Sung Bích của Philippines sẽ tạo thành hai cánh kéo sắc có thể chặn đứng ý đồ thò ra Biển Đông của đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ. Đối với Cam Ranh, Bắc Kinh vừa muốn cũng vừa sợ. Để thống trị Biển Đông thì không ít lần Trung Quốc đã có ý đồ chả tốt đẹp gì nhắm vào quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Nếu các bạn chưa biết thì Trung Quốc đã từng có thời điểm muốn thuê Cam Ranh của Việt Nam. Đó là vào những năm 1980 và nửa đầu những năm 1990. Bắc Kinh đã nhiều lần muốn ngỏ ý thuê vịnh Cam Ranh của Việt Nam, thậm chí còn hăm dọa để buộc Việt Nam phải cho thuê. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta rất tỉnh các bạn ạ, nếu không muốn nói là quá tỉnh. Chúng ta tuy nghèo nhưng không ngu gì mà cho Bắc Kinh chiếm đóng ở đây cả. Làm như thế khác nào rất voi về giày mà tổ. Bắc Kinh như con ngáo ộp, đời nào Việt Nam bằng lòng cho thuê khi mà Trung Quốc ngày càng lộ rõ âm mưu đen tối, muốn tước đoạt thanh bảo kiếm của Việt Nam để hoàn thành giấc mộng bá chủ Biển Đông của mình. Không đồng ý cho Trung Quốc thuê và cũng là để kìm hãm Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam đã rất khôn ngoan khi tính tới nước bài mở cửa Cam Ranh để cho tàu thuyền quốc tế qua lại. Bắt đầu từ năm 2010, Cam Ranh được mở cửa trở lại, nhưng ở một tâm thế hoàn toàn khác, Cam Ranh không còn trở thành nơi tranh chấp giữa các cường quốc, cũng không phải là chỗ cho thuê để các cường quốc dùng làm căn cứ quân sự nữa. Chính phủ Việt Nam đã quyết định biến Cam Ranh trở thành một quân cảng, mang lại nguồn tài chính lớn, đồng thời là con bài chiến lược của Việt Nam khi đối đầu với các nước khác. Có nghĩa là cảng biển này cho phép quân sự của bất kỳ quốc gia nào tới neo đậu và sử dụng, nhưng có thu phí và chủ trương là không cho thuê lâu dài, độc quyền với bất kỳ ông nào nữa. Rõ ràng sự thay đổi này là rất quan trọng, từ sự thuê dùng đến sử dụng khác nhau một trời một vực. Thuê dùng có nghĩa là ai thuê thì người đó sẽ có đặc quyền sử dụng, còn sử dụng có tính chất mở. Nhờ có chiến lược này mà Việt Nam lần lượt bắt tay và xích lại gần hơn với các cường quốc là đối trọng của Bắc Kinh, tạo thành một thế cân bằng khiến Bắc Kinh khó lòng mà tung hoành trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đầu tiên là đối với Nga, trong một chuyến thăm của chính phủ Việt Nam với Nga, lãnh đạo Việt Nam cũng đã nói rõ quan điểm của Việt Nam là cung cấp các cơ sở trên biển cho Nga, cho phép tàu Nga neo đậu ở Cam Ranh nhưng hoàn toàn không phải là căn cứ quân sự. Nhờ có Cam Ranh, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la Mỹ, nguồn tài chính quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong nước. Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác về năng lượng, đặc biệt là hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí Nga-Việt sẽ có bước tiến đáng kể. Còn với Mỹ, hơn ai hết, Mỹ là nước đầu tiên muốn được quay trở lại sử dụng vịnh Cam Ranh. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam vào năm 1995, quan hệ kinh tế và quốc phòng song phương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và hiện Mỹ sẽ ủng hộ xóa bỏ lệnh cấm này đang diễn ra rất mạnh mẽ
Việc cho phép Mỹ được tiếp cận lâu dài với vịnh Cam Ranh sẽ là một sự khẳng định đầy mạnh mẽ, tượng trưng cho mối quan hệ đồng minh nảy nở giữa chính quyền Mỹ và Việt Nam, cùng lúc cũng sẽ làm vô hiệu hóa nhiều cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Đối với Nhật thì sao? Người Nhật cũng chẳng xa lạ gì với vịnh Cam Ranh. Từ khi Cam Ranh mở cửa, tàu khu trục của Nhật cũng đã từng hai lần ghé thăm quân cảng này trong bối cảnh hải quân Nhật đang muốn tăng cường can thiệp vào Biển Đông. Tuy nhiên, mục đích của Nhật khi sử dụng vịnh Cam Ranh chỉ có thể là hậu cần. Các bạn thân mến, chính phủ Việt Nam hoàn toàn biết rõ lợi thế quân sự và chiến lược của Cam Ranh và mưu đồ của tất cả các cường quốc khi đến với Cam Ranh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn nhất quán thực thi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên các nguyên tắc không liên kết và không tham gia vào các liên minh nhằm chống lại một nước thứ ba. Việt Nam luôn sẵn sàng mở cửa đối với mọi đối tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền độc lập của đất nước. Bởi vậy, dù là Nga hay Mỹ, Nhật hoặc là bất cứ quốc gia nào khác đều có khả năng được chào đón ở Việt Nam, với điều kiện sự hiện diện của họ không nhằm để đối phó với bất cứ quốc gia nào khác và không gây thêm căng thẳng trong khu vực. Không những thế, một mũi tên trúng hai đích, sự hiện diện của tàu quân sự, tàu kinh tế của các cường quốc tại cảng Cam Ranh cũng góp phần kiềm chế sự lộng hành của Bắc Kinh, khiến ông lớn này không dám cận mình ta để bắt nạt các quốc gia nhỏ trong khu vực nữa. Theo dõi video ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì về chiến lược thông minh của Việt Nam đối với vũ khí lợi hại là Cam Ranh? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo của kênh Tin Mới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.